Xác định giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác an sinh xã hội. 9 tháng đầu năm 2022, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp để chăm lo đời sống cho hộ nghèo, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu thành phố triển khai hàng loạt các chính sách về giảm nghèo, trong đó phối hợp với các địa phương tập trung cho công tác lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 theo Nghị quyết số 76 của Hội đồng Nhân dân thành phố, ra soát phúc tra thực tế hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, hướng dẫn các đơn vị địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 75 của Hội đồng Nhân dân thành phố, quy định chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo. Trong đó, chương trình hỗ trợ, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo tiếp tục được xem là đòn bẩy quan trọng để các hộ nghèo có nền tảng vững chắc để yên tâm ổn định cuộc sống. Gỗ trên gót nó còn một phách, đầu là bây giờ sửa tròn tròn lại là bằng sét, với lại đắng lọc phong, với lại lót gạch mang. Cái còn trước hồi xưa là cái này đất, này xi măng, có sửa chữa lại mới, với lại độ khót mới là thấy cứng cốt hơn, thay vì nhỏ cũng mất mẻ khỏe hơn. Để khơi dậy ý chí tự lực của hộ nghèo, trong 9 tháng đầu năm 2022, các địa phương đều lên kế hoạch và thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại hội nghèo, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của từng trường hợp, từ đó có những giải pháp hỗ trợ thiết thực, trao các phương tiện sinh kế để giúp hộ nghèo phát triển kinh tế gia đình. Nắm sát được cái nhu cầu của từng hoàn cảnh của từng gia đình và hỗ trợ cho hộ nghèo nó đúng với cái mục đích, cái nhu cầu của hộ nghèo, và từ đó là có một cái nền tảng tạo giúp cho cái hộ nghèo là họ có được cái điều kiện để người ta làm ăn kinh tế, và từ đó nó giảm bớt cái khó khăn của hộ nghèo. Tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết số 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó xác định quan điểm, công tác giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn kết với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm, 10 năm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ 9, khóa 11, nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra vào đầu tháng 7 năm 2022, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã nhấn mạnh đến việc đa dạng hóa các hình thức giảm nghèo trong bối cảnh hiện nay. Hiện nay là thành phố có hơn 12.000 hộ nghèo, chưa kể hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình theo cái quy định mới. Thì như vậy là áp lực giảm nghèo của chúng ta càng tăng lên trong cái điều kiện mà nó khó khăn sắp tới nó như thế. Thì bây giờ làm như thế nào để mà đạt được cái mục tiêu mỗi năm như thế là giảm 1,5% cái mức hộ nghèo thì cũng rất là nặng nề. Thì tôi cũng đề nghị là với các cách làm đa dạng hóa hình thức khác nhau để mà phục vụ cho công tác giảm nghèo thì đề nghị Mặt trận Tổ quốc cũng quan tâm. Nhất là đổi mới cái cách làm trong công tác giảm nghèo. Nhất là câu chuyện là phân tán nguồn lực, rồi kể cả phân tán về mặt đối tượng hiện nay thì cũng đã nhiều lần đề nghị Mặt trận có cái nghiên cứu, thậm chí là chủ trì những cái đề án để mà đổi mới lại thực hiện cái công tác giảm nghèo. Để tiếp tục hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố với kinh phí gần 1.093 tỷ đồng. Theo đó, thành phố xác định tỷ lệ hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1-1,5% một năm, phấn đấu đến cuối năm 2024 không còn gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng thuộc hộ nghèo. Đến cuối năm 2025, giảm 100% hộ nghèo còn sức lao động, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, 80% người có khả năng lao động thuộc hộ nghèo được hỗ trợ nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh.